Ca sĩ Hồng Nhung cùng Vĩ Danh sẽ gửi tới toàn thể quý vị là một sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc Thư Tình Của Núi. Cả nhà vào ủng hộ và chia sẻ nha. Tả tim, chia sẻ mạnh mọi người ơi. Ngất ngất ra một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà sương ban nở trắng xinh cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa xa em đã thấy tôi rời cuộc vui em tới em cho tôi vòng nhỏ và từ ấy người linh có thứ tình tìm người thương thì hãy qua thác gành sẽ gặp cả nhà thả tim rất nhiều hả xuống như cung đàn ngực dài một lần đi vẫn cha anh tới gặp em bên suối hát gì mà dù ban nở trắng xinh cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình rồi một hôm anh về qua thăm bạn tìm gặp em cô gái nhiên ngọt ngào tâm mình và làng vui được xòe hoa đã hồi nước nhịp trầm thanh dù còn lấp đất rừng từ xa em đã thấy rời cuộc vui em tới em cho tôi vòng nhỏ và từ ấy người linh có thứ tình tìm người thương thì hãy qua thác gành sẽ gặp một sương ban nở trắng xinh một tình yêu quá sung. Cảm ơn quý vị rất nhiều.